Rolls-Royce Swallow được quảng cáo là chiếc xe mới đắt nhất từng được sản xuất vào năm 2017. Swallow chỉ là một bước khởi động cho sự trở lại vĩnh viễn của Rolls-Royce trong lĩnh vực đánh xe. Nhà sản xuất xe siêu sang của Anh hôm thứ Tư đã công bố bộ phận Rolls-Royce Cobalt mới, và hôm thứ Năm, họ đã giới thiệu Bobtail là sản phẩm mới nhất trong dòng xe hơi do huấn luyện viên chế tạo và là một ví dụ về những gì có thể thực hiện được trong lĩnh vực đóng xe của hãng. Phần chia, giả sử tiền không là vật, The Swallow được đồn đoán có giá 10 triệu bảng Anh, tương đương 14,6 triệu đô la Mỹ, và Bobtail còn có giá cao hơn nữa, không giống như Swallow. Bobtail sẽ không phải là một lần thực sự. Rolls-Royce có kế hoạch chế tạo 3 chiếc trong số đó cho 3 khách hàng riêng biệt đã tiếp cận hãng xe sau khi chiếc Swallow được tiết lộ với yêu cầu sáng tạo theo chủ đề hàng hải. Đuôi thuyền kết quả được cho là lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền G-Class phổ biến trong các cuộc đua. Rolls-Royce không cung cấp bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào, nhưng với cách bố trí nội thất, chúng ta có thể đang xem xét nền tảng thế hệ trước của Rolls-Royce chứ không phải khung không gian bằng nhôm mới từng ra mắt trên Phantom mới nhất. Và kể từ đó, đường vào Cullinan và Goss, các phương pháp truyền thống được sử dụng bất cứ khi nào có thể. Ví dụ, việc chế tạo thân máy bắt đầu với một mô hình đất sét mà thiết kế của nó sau đó được chuyển sang một cái khóa. Trên đó các tấm thân bằng nhôm được tạo hình bằng búa bằng tay. Kết quả thiết kế có chiều dài 228 inch, làm cho đuôi thuyền dài hơn bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường. Phần lớn chiều dài được chiếm bởi phần phía sau, nơi có thể tìm thấy hầu hết các tham chiếu hàng hải. Một sàn gỗ được sử dụng như một dấu hiệu cho những chiếc đuôi thuyền được xây dựng vào đầu thế kỷ trước, nhưng chỉ cần nhấn một nút, hai nửa của boong sẽ mở ra, để lộ những gì Rolls-Royce gọi là phòng lưu trữ. Đây chỉ là một chiếc dương chứa đầy những vật dụng để tăng thêm chút quyến rũ cho một chuyến dã ngoại ven đường, chẳng hạn như tủ lạnh, sáo xâm panh, khăn tắm, bóng dâm và ghế gấp. Đây là những gì tôi tóm tắt câu chuyện xe mới Rolls-Royce đuôi thuyền lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền G-Class. Chúc các bạn vui vẻ chia sẻ hữu ích nhé!